Thì Lượn ở Tô Châu và mình đã nhìn thấy một cái nhân vật nó khá là bí ẩn. Nhân vật này chính là Đường Tam. Đường Tam này là ai Đường Tam? Khác với lại Đường Tam, còn một cậu nữa tên là Y Đường Tam Y nữa. Còn một cậu nữa tên là Đường Tam Ô Vuông, à Đường Ô Vuông Tam nữa. Nhưng mà mình muốn nói đến nhân vật này, đó là vô tình bắt gặp cậu ấy ngồi bán đồ đây. Và sẽ cho anh em xem là ai Đường Tam khác Đường Tam ở chỗ nào, ai Đường Tam khác Đường Tam chỗ nào. Vào đến vấn đề luôn này, các bạn thể thấy là cái ngoại hình cũng khác rồi, cái áo thời trang của hai bên khác nhau, sở thích của mỗi người khác nhau mà. Còn bây giờ về đồ thì xem sao. Nhìn sơ qua hai cái nổi cộm nhất các bạn đều thấy đó là một cái Trung Lâu Triệu và Trung Lâu Quy. Ai Đường Tam đang có một cặp mini. Đường Tam không có y, đấy, gọi là Đường Tam không có y, gọi Đường Tam xịn đi. Đường Tam xịn mới Đường Tam y đi. Đấy. Đường Tam này cũng xịn nha, không phải không xịn, nhưng mà nói như thế để anh em phân biệt. Thì Đường Tam có Trung Lâu Phản và một Trung Lâu Giới. Còn ai Đường Tam thì đang có một cặp mini. Đây là cái điểm khác biệt đầu tiên anh em nhận thấy rõ. Rồi, tiếp này. Soi xem đến những cái phụ kiện đi kèm, đó là Long Văn. Đấy. Thể giảm kháng huyền huyền. Một cái băng phách thần châm là 190 204. Đấy. Cái này khiến mục tiêu mù 5 giây tăng 10% máu. Giám định thì cũng 60% rồi, cái giám định rất quan trọng nhé. Anh em có thể thấy là cậu ốp theo một cái series này cũng khá là đẹp này, để ý này. Thể giảm kháng huyền huyền, thể giảm kháng huyền huyền chứ không đánh lung tung xoè. Tiếp này. Ở đây thì bắt đầu lại có vấn đề rồi. Đấy, vừa khen chỗ kia đây có vấn đề. Nhưng mà không sao, đây là do thử xích thôi. Nó cũng không ảnh hưởng đến việc mạnh yếu. Một cái liên ba hợp tính 161. Chính nội thể. Một cái áo ở đây đó là 92. Áo này còn ít hơn áo của mình. Áo của mình cái cùi nhè. Áo cậu này còn ít hơn của mình. Một cái nỏ. À, nỏ này thì kém hơn đường tam xịn rồi. Nỏ của đường tam xịn là huyền bỏ huyền cơ. Nỏ này là kém hơn một chút xíu. Rồi, một cái phệ lân điểm là 88, 89. Chưa được ngon lắm. Teddy Choi chế này. Teddy Choi là em trai của Teddy Chiu. Teddy Chiu là xương boss số 1 cái bang toàn gọi. Ở cái kiên này thì sao? 97 và 98. Điểm thể đang là 97. Cũng khá là ngon. Một cái uyển rất là tiếc cái dòng cường lực nó vô duyên quá, chạy tọt vào kia thay dòng hộ không đúng không? Không thì là đẹp luôn, đẹp trai. Một cái phệ lân huyền thủ ở đây đang là 95 95. Các bạn để ý đây. Có một điểm này mình hay chia sẻ với các bạn cũng ít thôi, nhiều người nghe kỹ và xem live thường xuyên sẽ biết. Nhưng mà một số bạn sẽ không biết đó là thường ấy. Thường thôi nhá. Thì cái dòng thể lực ấy nó sẽ chạy chạy sau dòng cường và dòng nội một điểm. Tức là thể 95 thì nội lực hoặc cường lực nó sẽ là 96. Nhưng có những cái đồ nó thuộc dạng cùi. Nó cùi hơn và so với cái đồ thể lực 95 ấy. Đó là thể 95 và nội cũng 95. Nó cũng giống như cái đồ mà anh em hay nói là 171 ấy. Xong nội công là 1886 hay là 1891 ấy. Đấy, nó cũng tương tự như thế. Thì đây nó cũng vào cái trường hợp là đồ cái này là cái cùi hơn so với cái 95 96. Các bạn nhìn này, 97 98 này. 98 9 à 88 89 này. Đấy, cái này 8, 85, 86 này. Chí với thể bằng nhau nhá, đừng so chí với thể, to so thể với lại nội thôi. Cái này cũng vậy này, đó, 95, 96 này. Cái này thì 93, 94, đấy, tuân theo một cái quy luật nhất định đấy. Nhưng mà cái này thì nó là 95, 95. Tất cả những cái món này đều có thể xảy ra cái trường hợp là bằng nhau. Tất cả đều có xảy ra trường hợp bằng nhau. Có những món mà đôi khi các bạn không nhận ra nhưng mà để ý kỹ thì sẽ thấy thôi. Bộ nhẫn phù này thì đang là ba thuộc tính hỏa, băng, hỏa, huyền. Ngọc cấp 7 thì là 50k bạn ơi.
Link vào nhóm ở dưới phần mô tả nha ông hai. Livestream sớm bảo anh không đi chơi cuối tuần ạ. Hôm nay anh không đi chơi cuối tuần, hôm nay chia sẻ với anh em chủ đề này mà. À, mất cam rồi. 21 giờ sẽ nói về vấn đề kè đồ chế nhé. Bây giờ là 20 giờ, 21 giờ mình sẽ nói về vấn đề các tiêu chí đánh giá đồ chế sau. Bây giờ review nhân vật này đã. Nhìn chung là đồ này ai đường tam khủng, và khủng hơn cả ác mình rồi. Khủng hơn. Đồng ý, khủng hơn luôn. Khủng hơn cả ác su su này. Còn à, cái võ hồn nữa, võ hồn. Tí nữa thì quên võ hồn. Võ hồn toàn Mỹ, điểm thể đang là 800 tròn, 398 cộng 402. Điểm thân đang là 826. Các cái trí với nội đấy thì tôi không cần quan tâm lắm. Nhìn chung là cũng khá là ổn. Mà cái này là ngon rồi. Rồi. Thời trang thì nhuộm tóc vàng, đeo kính, rất là city đúng không? So với đường tam xịn, mình nghĩ là cũng 19-10 đấy, không hề thua kém đâu. Cái liên mặc dù là có hiệu ứng mù nhưng mà cậu này cũng không thua thiệt nhiều đâu. Đấy, ba thuộc tính bù lại. Máu 9K thể 91. Thua nhất, cái lớn nhất đó là cái trùng lâu giới cùng tên đường ta, nhưng mà hai số phận khác nhau. Rồi, sơ qua như nhân vật này thôi, tiện đây mình gặp thì vô tình bắt gặp mấy nhân vật ai đường tam này thì review cho anh em xem. Cũng là một cách để anh em biết cái việc là đi tham khảo là đi gặp đi nào. Đấy. Tham khảo nhiều người anh em sẽ hướng đi gặp nó ok hơn. Thì cái mục này mình sẽ cắt ra và mình ném lên cái phần review nhân vật các bạn nhé. Anh em nào rảnh thì có thể xem lại và tìm ra một cách bim ngọc. Đâu đó lại có một cách bim ngọc hay.